nấu con chua ha, cái lường của nó với bụng nó trắng một cái nước mắm nha. Thứ rồi chị nói vậy béo thứ gì chị nói hả? Rồi nó ngán thứ gì nó ngán thứ rồi chị nói, rồi nó mập thứ rồi chị nói, nó mập thứ rồi chị nói, mua thuốc giảm cân không chưa tốn tiền luôn. Xe lưới rồi. Nó xe lưới. Sao giống ngày qua lúc đầu không lên chứ kìa. Chị hai mà đuối rồi, chị hai mệt rồi. Nặng chết á. Nay nặng hơn quá hay vậy? Nặng. Chỗ này nó có mùi ha. Hả? Có mùi. Thấm 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 con ngày qua. Nghe nó thấm thấm, ta đi lụm hết con rồi đó. Ngày qua con ở đây nhỏ. Nhỏ, rất là trò. Ừ. Ờ có, hủ. Hủ hai con luôn. Hai con với lẹo luôn. Mở hàng hai con cá hú cả nhà ơi. Đây nè, đằng kia nó kìa, đằng kia cá hú bự hơn đây. Trời ơi. Ba sa hả vậy anh hai? Một con ba sa, một con cá hú nữa vậy. Ê, ta lứa này ngày qua cũng trúng cấu không anh hai trai? Ta lứa này không? Cái kèm nó mất tiền. Kiếm kèm đó hả? Ông Tèo có lấy cái kèm không ta? Có mũi xuộn nè, cái mấy cây? Hả? Cái gì trời? Vậy gà mất kèm quá trời. Cái này là gì? Không phải gì chị. Dọn đi. Dục chưa? Ngồi cái kìm cái. Không bể ra trời. Wow. Cú luyện của anh hai lúc nào cũng chính xác ha. Đây nè. Có rồi anh hai. Chị hai luyện với kia. Mẹ nghe cọc cọc đá ghê không? Nhưng qua chị hai bán hết hả? Ừ. Sáng cần hết. Hai thôi mà. Bự. Đi chịt qua đây. Đó, trả lại đó. Từ từ gì đâu căng hai ai. Kìa, còn nữa hai ơi, vô bậy rồi. Lại là mấy em trắng tươi, nũng nỉnh. Qua vô bày cá ba sa, nay mình vô bày cá hú. Nay ngày qua cá ba sa, chị hai hôm nay là cá hú cả nhà. Trời ơi, đập đồng nó rồi. Mình lấy cái áo mưa mà che cái mình lên. À, em lấy cái nón che cái giò ấy chưa? Để hồi ướt cái quần cũng lo cho cái giò. Nè, em che nè. Che cái giò, ướt che cái đít không che che cái giò. Ướt cái đít không lo cái giò. Đây. Đó, luyện chính xác chưa? Hay chưa? Lấy nón che luôn nè. Chọc. Rửa cá rửa cục kem bỏ lại hả? Còn nữa dính ngay bầy thì coi. Anh hai đằng kia là lỡ cá kìa thấy không? Ủa một chùm nữa kìa chị hai ơi, còn chị hai ơi, nhiều. Vô rồi Thông ơi. Là. Hả? Dễ nghe. Thông ơi vô rồi. Làm
chị hai dính ngay cái kìa, có chị hai không được không nghỉ ngơi đâu chị hai, còn nghe chị hai còn ten hả à? Còn ngon ten nha em, đội đó chị sao được nghỉ ngơi được đó kìa, một chùm luôn kìa, quá đã. Bởi vì em ghiền nè, ghiền đi nè. Đó là anh hai nhiều lắm. Anh hai một chùm bắn á. Chùm bự hơn của chị hai con nhỏ chứ đằng kia chị còn một bự lắm. Con hú không à? Hú của bà xa đó. Ít hơn. Còn con hú nhiều. Đó, đó còn bằng con bà xa đúng không? Bụng nó tà bá nhiều lắm, còn 4-5 con gì dưới á, đây lủng lẳng dưới cả nhà. Giờ chị hai là lắng tiếp tay luôn rồi, đây sao học bình quá chừng, học bình đây. Wow, nay sách lên luôn rồi, nay xếp 3 con cá hú không á. Cái hú dễ biết chị hai, cái đậu nhám nhám không? Cái đậu mỏ nhọn. Nhọn như nhám nhám, em thấy tương tự như nhám nhám. Cái mỏ nó nhọn. Nó xa cái mỏ nó bằng. Gây xa thì cái đầu lùng tính nè. Cái bụng. Bụng thì bốn lùng. Bụng tao nữa. Trời. Em không có nói đây nha. Bụng mày còn hơn bụng tao nữa. Đó. Nhưng mà hồi nó xịp mà phải không? Ông Khang rồi kêu tôi bứt, sao tôi bứt được? Không ngưng đi tôi bứt. Em nào em thấy thương luôn. Bình đây bữa nay sao mà tắt vô sùng nhiều quá. Còn nữa cả nhà ơi, còn nữa. Ồ, ở dưới nữa kìa. Cái đồ gối vô. Nè. Nó vô đục mới vô cái đồ gối. Dính miệng ngay cái ngạnh trong cái đùi luôn. Quá chừng còn nữa cả nhà ơi, quá đã rồi chuyến này. Sáng gặp cũng gặp chị hai thì lên chợ xã cũ. Muốn ăn cái xong rồi gặp đó. Chị hai phải không? Ồ. Rồi còn nữa, còn nữa. Quá chùm chùm rồi chị hai ơi. Đã vậy trời. Lần đầu tiên gặp luôn á. Phải à, chưa đâu, cái này nó đâu bằng cái của. Nó nổi đúng không? Tôi không kìa, nó quay cái kéo vào là nó đổ thịt. Lúc đó là em có coi nhưng mà em tận mắt thấy là bữa nay kìa, một đùi nữa kìa. Cái đó mới giữ. Còn... quá là đã. Quá đã chứ này rồi. Còn hết. Còn một đống dưới hết chị hai. Ô nghe một chùm luôn kìa. Gặp con Tùng nó la làng hả chị hai? Con Tùng nó càng dữ lắm. Nó khống nó nhảy. Em la làng quá mất công. Mọi người nói không thích na thì mỹ. Tôi
tôi thấy cá tôi ham tôi lo. Chủ yếu sợ cạn quá chứ cũng có ngạnh quá đó. Đó, đó. Một đục nha cả nhà, đến cái chút xíu thôi mà nè, trắng đục hết chưa. Ờ còn kìa, còn ló đầu với hai con ba con dưới nữa kìa. Mặc dép mơ đi nha trai. Không mày có chịu đi hay không? Mơ mốt ngủ ở bè rồi. Ngày nào cũng đi vậy? Ngày nào cũng đi nha, coi nè. Đâu đâu? Kìa. Trời ơi một đội, một chùm lần kia nữa. Chị Hai gửi chưa xong lọt đầu dưới nổi lên rồi đó cả nhà. Anh Hai em bủa sao hai dưới trời. Vô miên bậy luôn, có hú không à. Ồ nó đã quá trời đã luôn kìa. Nè 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 lần kia nữa kìa. Chuyện này quá trời im nha. Ôi chị Hai ba chậm là cầm lên một cái một nồi bốn năm con. Kéo lại kìa, kéo lại mà lần kia vẫn còn luôn kìa. Quá ư khiến này rồi. Nghe bẻ nghe cốc cốc phải đã quá ha. Dòm cái đầu tôi nghe bà heo. Bà thấy cho má gỡ cái đầu đi. Lo gung gỡ gỡ gỡ. Nhiệt quá thì. Quá ngon. Cái này nấu chua ngon lắm. Đi luyện con chị Hai nè. Ủa chị Hai cái bên chứ tưởng ở xa xa luyện ngay chấp chứ. Chỗ nào luyện cũng vô. Đó. Luyện nhẹ nhẹ thôi đó. Nhẹ nhẹ thôi nương 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 cha. Em úp đồ sợ ướt đồ đúng không? Ướt đồ. Chết rồi đâm vô cái đầu luôn rồi. Banh cái đầu luôn rồi. Mày mở não quá. Nói xe đầu xe nó rồi. Nó quay quay luôn kìa. Cái này bắn cá lỗ quá rồi, giờ hết mướn ai ngủ luôn rồi hai ơi. Nên mình ngủ khỏi tốn tiền. Ở vậy. Ồ anh Hai kéo đằng kia nữa kìa cha, còn nữa cha ơi. Đâu cho chị Hai ở không được. Nè đu nè. Còn đu kìa. Đu nè. Cái nó mấy trăm gram hả Hai ha. Nè nó đu cái chị này nó, nó, nó. Em nó đu. Chị tính ngồi nghỉ ngơi hả? Không có đâu. Đó. Sao thấy nó đu rồi. Bữa nay phải cho đồ quay khác nè. Cứ heo gặp tình trạng này là xíu hết pin nè. Hết pin nữa nó về nó ngay rồi. Kìa còn nước kìa. Hết chưa? Hết chưa? Cho chị hai bốn năm con rồi. Cho chị Hai, thử xé cho chị Hai đi. Qua cục qua. Qua cái bầy của nó ha chị Hai ha. Nè, tới bầy khác chị Hai. Tới bầy khác. Giờ muốn đục hơi đã ghê này, giờ trắng đục chứ. Ồ, nó đưa 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 mấy cái bụng lên. Thấy đã chưa? Cái này mà ai biết ăn mỡ á, nấu con chua ha. Cái lường của nó với bụng nó chấm một cái nước mắm nè. Thứ rồi chị nói vậy. Béo thứ gì chị nói hả?
rồi nó ngán thứ gì, ngán thứ được nổi rồi nó mập thứ là chịu nổi, nó mập thứ chịu nổi, mua thuốc giảm cân cũng chưa tốn tiền luôn, ăn cá tốn tiền luôn. Còn cái kìa em thấy nó quẩn quẩn nha, không phải không, hay là lớn 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 lớn. Còn nữa, chưa qua bầy. Chưa. Còn em uống đù nữa kìa. Cái đàn cá đó sao nó uống đù có khúc rồi trời. Mình nhìn tưởng đâu là cá mà sai trời, người có hú á. Nó kêu kìa. Ủa có hú cái cá bà sa kêu đâu giống nhau ta. Cái khác. Cá bà sa cái này sao có bụng quá trời, nó trình phính lên. Em sợ hồi nó xịt nước ra chứ. Nước nó trong bụng đó. Đúng rồi, nước hồi nó ra nó xẹp đó. Ủa, cái đèn còn mà chết chưa à? Nhạc sống. Giờ này nhạc sống nó nãy giờ tắt rồi. Anh Thần ơi, tắt giùm cho tao coi trời, Phật ơi. Nè, ra nhạc sống như vậy nè. Ủa, cái đèn gì mà nó chết dữ rồi trời. Ủa dính sầu riêng rồi còn nữa. Này đâu phải sầu riêng. Phải sầu riêng không? Cái tre, vỏ tre nè. Đi chơi biên bày. Dính thì dính rồi đã nè, gỡ mới đã tay. Hết tay lưới hả? Hết cá. Kìa, hết đâu mà hết, con cá chó hết là bả lửa kìa trời. Chó chà bả lửa gỡ con cá chó nó sống. Ờ, con nó mà nó hơi nặng nha. Sáng bán 50.000 ký. Bán tươi, bán không phải nạo ha. Không, cá bự gì đó bán được 53 ký sáng là con có. Thế vậy ta mua gì ta làm gì ăn hay là nạo chứ cái ăn đâu mà hết. Nhầm người ai biết đâu. Cái gì kìa má bẻ. Ừ, nó bự nha, cái này gỡ 2 ký hay cái mấy vậy? Cá nó trộn dình rồi kìa. Trời, nó sợ luôn kìa, mỏ kìa. Trời ơi, bó. Nó kêu cái hô bó. Lẻ cái gà cái nhọn nó bớt đi. Anh. Ủa, còn. Còn em hú đã xuất hiện nữa. Rồi. Mời em vô đây chơi với mấy em này. Ờ, bất lứng. Bất sao bắt. Dính. Cho anh hai vàng cá sủ nữa chứ. Để em khóc hoài kìa. Để em khóc hoài kìa. Rồi cá sủ không khóc hoài kìa. Có sủ là có tiền nha. Này sao không thấy con sủ nữa chứ ta. Đó. Đó, mới dắt sủ. Sủ đâu chàng hãng. Giống sủ gì. Chàng hãng. Cái chừng nó rớt nữa nha, thơm lắm à. Mày hử. Bữa nãy giờ ngồi hử không nè. Rớt cho mày hử. Em thấy chẳng hạn là hồi có sủ đó. Lên đó, lên rồi, lên rồi. Cái sủ mà nó phô vô nữa. Là sao một lần ướt mình phải ướt cho tới cứ con có sủ mà sủ vô mới chịu.
đen cục đá. Lên hả? Ừ. Còn tay nó không dài? Còn tay nữa, tay nó dài nữa. Rồi vậy là tay kia lấy lại nó có sủ. Cái tay này dính bầy cá hú. Trời ơi, thằng hãng nữa hay. Cuối rồi thằng hãng lên đi mày. Rồi còn thêm một tay lưới nữa cả nhà. Giờ ủa anh hai chị hai đem cái gì vô hả? Gọng cái đem vô gọng trước cả nhà rồi ra mấy cái dở thêm tay lưới nữa. Để ngồi nó khờ. Giờ anh hai chị hai gọng cá này trước cả nhà ơi. Rồi ra ngoài dở thêm một tay lưới nữa. Ba hả anh hai? Ba đó. Bốn. Dơ lên đầu rồi. Băm 2 với 2, băm 4. Dục con cá vô đó luôn. Dục vô mụn luôn đi. Rồi thành quả tay lưới đầu tiên của anh hai chị hai được 34 con cá cá hú cả nhà. Bây giờ anh hai chị hai bắt đầu dỡ thêm tay lưới thứ hai đi, mình đi đếm cá nữa cả nhà ơi. Rồi đây nha, đi